xa xôi, ta về đây sum họp một nhà. Nhà Việt Nam ông cha ta xây, bao ngàn năm dòng giống dòng tiền. Lạc Long Quân Âu Cơ, anh hùng áo nâu Quang Trung đã lừng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng, ơi nhân dân ta, nhân thế là thì vô cùng cảm động. Thấy chúng ta tổ chức mà tôi thấy các võ sinh nó khỏe vô cùng. Nó có truyền các tôi nói thưa các anh là tôi là chiến sĩ đặc công của bên biên phòng năm 1972. Tôi đã bỏ vũ đài cách đây khoảng 40 năm rồi. Thế tôi nhìn thì các anh sức khỏe ghê gớm quá. Bây giờ tôi cũng chỉ muốn nói mấy lời thôi, là tôi chúc cho bác Hiểu. Bác Hiểu tôi là cùng tuổi, tôi rất là cảm ơn tổ tiên họ Trần Việt Nam đã sinh ra những con người đem lại cái nền võ thuật như thế này. Tôi không biết nói gì cả, không biết lời nào để nói hết được. Tôi chỉ cảm ơn tất cả các anh, tất cả các chương trình này, và tôi là người chủ tịch hiện nay là chủ tịch hội đồng họ Trần tỉnh Quảng Ninh, và rất chúc các bác, các anh, các chị là luôn khỏe mạnh, là hội của chúng ta luôn khỏe phát triển, mỗi ngày phát triển nào, thế là. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ. Chính phái là chủ có đường. Đây là ta phá Hải Phòng. Chính đưa thầy nghệ, thầy tài. Thầy tên là võ chủ tịch, là võ tất cả. Chính đưa tất cả các võ sư và làm võ Hải Phòng. Chính đưa tất cả các võ sư huấn luyện viên của công an Hà Phái. Anh em chúng tôi hôm nay thật vinh dự và hãnh diện đến đây dự cái buổi đồng môn 39 năm của hội đồng Đông Hải Đông Phái. Nhưng mà trước tiên cho tôi thay mặt anh em làm võ Việt Nam, làm võ thủ đô, kính chúc đại sư Trần Hiểu ngày 20/11 một người thầy, một cái vị cầu nối 800 năm lịch sử từ người Đông A ra Phái đến bây giờ. Thầy đã giữ một môn võ thần Việt, một cái người mà đang đốt một ngọn lửa để võ thuật cho tất cả các thế hệ. Và tôi được vinh dự được gặp thầy và anh em làm võ Việt Nam như là võ thủ đô và võ Hải Phòng có thầy trong trái tim. Hôm nay thay mặt tất cả anh em chúng ta chúc mừng thầy Đoàn Khắc Thành, tức đại sư Trần Hiểu, một lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc mừng toàn bộ Đông A Đa Phái 39 năm phát triển và lớn mạnh, là với một người mà từng ngày tuổi như thầy Trần Hiểu, một người tôi cho rằng rất là hiếm quý, một người vĩ đại đang nối nhịp cầu của 800 năm trước, của 800 năm trước ở Đông A để giữ lại cho chúng ta những di sản quý báu. Bây giờ chúng ta được chứng kiến cái bài quyền pháp của bên thầy, tôi rất cảm động và cảm thấy rằng đây là một môn thuần Việt, một môn tuyệt vời. Và hôm nay thay mặt anh em làm võ Việt Nam, thay mặt tất cả các người yêu võ, cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả anh em trong Đông A Đa Phái, cảm ơn làm võ thủ Hải Phòng, cảm ơn tất cả mọi người đã dự năm, xin chúc tất cả sức khỏe. Vâng, cảm ơn em mình Lê Quốc Hoàng. Đằng sáng nước xanh mênh mang hờ, chiều cường lên mảng đầu sóng vỗ,
mây trời, gió mưa bao đời, góc lim xa trầm mặc dưới lòng sâu. Xưa đông bộ đầu bình an vẫn đồn ván kiếm, giáo gương sáng loa lệch lâu xào xạc, hào hào sóng xô ẩn vang sáng tha. Bạch đằng xa ơi, bạch đằng xa vang rền núi sông vững bền, còn lưu truyền ngàn đời sáng sử xanh. Xưa đông hồ đầu bình an vẫn đồn ván kiếm, giáo gương sáng loa lệnh lau xào xạc, vang sáng tha. Bạch đằng xa ơi, bạch đằng xa
dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu là không tự hào. Hình bóng mẹ già đứng đợi con.